đó, cái anh công an phải vất vả nữa rồi nè, công an nè vất vả nữa rồi đó, làm cái gì đó đó tấp vô nữa rồi. Thua. Cái này không phải là so cho YouTuber nha. YouTuber không có quay nha, đừng có like chúng tôi nha, mà do ai? Ha, do ai? Ha. Tiên trách kỹ hậu trách nhân, tối ngày cứ đè YouTuber chửi hoài. Đó, do ai? YouTuber có đi theo quay không? Không. Người ta lên người ta quay úp nguội thôi, các bạn bảo rằng người ta quay trực tiếp đó, làm bồ màu thế này thế kia người ta không làm, người ta không quay nữa. Ha. Các bạn thấy không? Bởi nhầm khi đụng 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 một cái là đổ thừa các YouTuber ngộ đời đó, cái YouTuber có quay không? Cuối cùng thì em cũng đã tìm được một cái video gốc ha, cái video họ cận cảnh cho các bạn xem luôn nè ha, video cận cảnh cho các bạn xem cái hình ảnh mà ngày hôm qua chúng ta xem không có rõ ha, chúng ta không có xem rõ về sư Thích Minh Tuệ, thì ngày hôm nay chúng ta đã được những hình ảnh rất là rõ, rõ như ban ngày luôn các chị và các bạn. Cái hình ảnh mà sư Thích Minh Tuệ á ha, sư Thích Minh Tuệ đi vào nhà nhận cái căn cước công dân ha, và ngồi ha, ngồi ở dưới cái gốc cây đa, và các bạn bảo rằng đó là Photoshop á, hôm nay có hình ảnh rất là rõ ha, do đó là em sẽ quay cho mọi người xem nha, quay cho mọi người xem. Đấy. Đây. Đây là hình ảnh rất là rõ. Thấy chưa? Các chị thấy rõ không? Đó. Đấy. Hình ảnh cắt ghép của các anh chị và các bạn đó. Nha. Sát bên cái gốc cây luôn đó. Chịu chưa? Đó. Cái lá thổi thổi thấy không? Đây nè. Thấy không? Sự thật đó vẫn là sự thật thôi các anh chị và các bạn. Nha. Nhưng mà người tu hành mà nếu mà mình có căn cước công dân mình mang theo để chứng minh là mình một người công dân thì cũng tốt đẹp. Hiện tại nhiều người dân đang theo dõi thì bước tu hành của ông, theo ông thì có cái lời khuyên gì đối với những người dân mà theo dõi con đường tu tập của mình? Học tập theo lời Phật dạy thì đều tốt đẹp, hạnh phúc cả. Người ta theo dõi, quan tâm thì cái đấy thì đều tốt đẹp. Nhưng mà họ quan tâm rồi họ học tập giữ giới, tu hành thì tốt đẹp. Nhưng mà họ quan tâm rồi gây ra để kiếm tiền, để like view hay là để trục lợi cái gì đó, hay là liên quan đến chính trị, mất an ninh trật tự thì cái đấy thì lại không tốt đẹp. Đây là cái quyền lợi ích của Đó, mình, nhưng mà đi theo sát bên cái cây luôn đó, mấy mấy cha nói cái cây giả. cái việc như quay phim suốt ngày đêm rồi gây mất trật tự an toàn giao thông, rồi làm trở ngại cho người tu hành, chỗ nào cũng đưa lên rồi gây ồn ào hay là cái gì như thế thì nó lại không đúng với người tu nữa. Người tu thì cần phải yên Thấy tĩnh chưa? đi một mình, hay là đảm bảo cái thanh tịnh, cái vắng vẻ những cái nơi họ ở, chứ giờ tụ tập ồn ào như thế rồi lại ảnh hưởng, là lại không không có đúng để cho người tu hành nữa. Những ngày qua thì Đó, được biết các anh chị thấy không, ngồi sát bên cái cây luôn đó, để các ông bảo rằng là cái cây giả ha. Thì mấy cái cây ở đây người ta sơn hết nha, ở đây thì như là cái công viên ở trong quân đội thì phải, cái chỗ này nghe nói là trong quân đội đó mới sạch sẽ như vậy, thấy chưa? Để các ông cứ tối ngày các ông cứ lên trên mạng mà cứ khiêu khích người dân,
ha, bảo rằng là sư bị cái gì, sư bị ám sát ha, sư bị ám sát rồi sư bị ngộ độc này kia đồ đó. Thì đó, bây giờ hỏi con nắm độc ơi, cái này là cái gì đó, hai người ngồi sát nhau luôn đó ha, nè cây xung quanh nhóc hết trơn nè, chẳng qua người ta không muốn, người ta giấu, người ta không muốn cho biết cái tung tích của sư Minh Tuệ thôi, cái ông làm quá ha. Đó bây giờ sao, một lời của chúng ta nói ra, bây giờ chúng ta có thể nuốt lời được không, chúng ta có thể là chúng ta nói lời được không? Bởi vì tôi nói các anh chị và các bạn lên không gian mạng á, hãy chọn những kênh YouTuber có uy tín, chẳng hạn như Full Game Mobile là uy tín tràn trề ha, uy tín tràn trề, các bạn không xem, các bạn đi vô những cái kênh phản động ha. Phạt gây phạt tội gây mất trật tự an ninh công cộng, phạt mấy người đó đó, tụ tập đông người đó, giải tán, không giải tán là mời lên trên, đầu tiên là cảnh cáo, thứ hai là phạt. Phạt của em 500 ngàn lấy đi mà làm từ thiện. Chứ còn cái kiểu này hoài là không xong rồi Đại Dương ơi nha các chị nha. Phạt lấy tiền làm từ thiện, lấy tiền mua nước cứu đồng bào ở mặn. Cô xin chào cô Trần Thanh Toàn. Nó anh chị thấy hình ảnh này thấy không? Bà nói như vậy rồi thua luôn, phạt người 7 triệu rưỡi là gạo không đó chị cá mập. Cái khoảng chừng 100 người là biết nhiêu tiền. Mà ta nói cho họ đó, họ sợ họ mất cái đức làm sao á, hay là họ sợ họ cho tiền trước cho tiền sau. Sư ở đó một năm trời, mỗi một ngày là khi khuất phục một nhà thì tế nào cũng đến nhà mình nè, đừng có lo ha. Trời ơi, chúng ta phải giữ trật tự kỷ cương phép nước chứ, còn cái kiểu này thì thua rồi. Thì con đường tu hành của mình cũng có những lúc là bà con đi theo như thế, và bản thân ông cảm thấy là mình như thế nào? Tu hành thì đừng có quay phim chụp ảnh họ nữa, để cho họ yên tĩnh. Họ tu hành suốt ngày quay như thế này, hỏi rồi nói làm sao ngồi thiền, làm sao tu hành được với này. Nhăn quá nhăn rồi. Thực họ cũng quay, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thấy cái máy trước quay hay là chỗ nào cũng quay như thế, thì mình thật thế là không có cái thời gian để cho mình tự do, kể cả ngay tiểu tiện đại tiện. Cái đó thì nói chung con cũng đi bộ hành, cũng nói với đây, những người quay phim ấy, tất cả mọi người là không nên đi theo con để quay phim chụp ảnh nữa, với lại làm những cái việc mà trục lợi hay là gây ảnh hưởng đến trật tự mà an toàn giao thông. Con thì phát nguyện tu hành đầu đà, phải có cái thời gian chỗ yên tĩnh với đây, đảm bảo cái thực hành đúng cái hạnh đầu đà như ước nguyện của mình thì nó đảm bảo nó được hạnh phúc. Không có ai đi theo mình. Nguyện nước của con thì cũng mong rằng có điều kiện để học tập theo lời Phật dạy, với con cũng ước nguyện như mọi người, tất cả mọi người đều được hạnh phúc vui vẻ, đều được học tập theo. Thì cảm ơn sư Thích Minh Tuệ ha. Cho các bạn muốn xem thì các bạn qua bên kênh báo Tuổi Trẻ Online các bạn xem nha. Báo Lao Động cũng có nữa. Chúng ta chỉ trích dẫn một phần video clip thôi nha. Chứ video clip của người ta làm, chúng ta không xin phép bản quyền, chúng ta trích hết là không được. Các anh chị và các bạn, thì sư Minh Tuệ cũng nói rồi đó, phải người tu hành người ta cũng phải có thời gian để mà tu hành, chứ không phải là người ta giống như quý vị các bạn, bạn làm như vậy là khỏi tu luôn. Sao tu được chứ nữa mà tu. Đây báo Lao Động lên tiếp tục rồi. Báo Lao Động cũng đưa cái hình ảnh giống y chang như mình hồi nãy các anh chị ơi. Cái hình ảnh quá đông, đông hay là cực đông các anh chị mà các bạn, quá đông. Để chút xíu em cho các anh chị xem nha. Ok các anh chị xem nhớ bấm like subscribe hộ em các anh chị ơi. Hôm nay mình lên livestream trễ, do đó like chút xíu là đi nghỉ tí xíu đi làm rồi. Chiều chúng ta sẽ đua từ lúc 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi chúng ta nghỉ ha. Ngày nào chúng ta cũng đua như vậy đấy. Các anh em vất vả dữ lắm á các chị, vất vả dữ lắm luôn á. Từ đúng rồi anh Tám Nguyễn, cái kiểu này em thua rồi. Tại sao họ làm sao mà họ học được cái gì?
thầy cũng giống như người bình thường chúng ta thôi, chúng ta đảnh lễ cái chúng ta đi về, thầy cũng vẫn ở đó chứ đâu có đi đâu đâu mà chúng ta sợ. Tại sao chúng ta làm như vậy? Ngày hôm nay thì em cũng nói với anh chị và các bạn á, có cái thông tin mà xử lý anh Thích Chân Quang nha các chị và các bạn ha. Nhưng mà nói chung là cũng rất là nhẹ nhàng ha, cũng rất là nhẹ nhàng. À, thanh giả tự thanh, có như không có, có như cũng như không có, mà không có cũng như có thôi ha, ảo diệu dữ lắm ha. Do đó nhiều số người sẽ cảm thấy là không đồng tình ha các chị, không đồng tình. Và có cái bất ngờ ở đây á, là những cái phát ngôn ở trên mạng như vậy á, thì bảo là người ta cắt ghép ha, cắt ghép. Và mất cười nhất là phải bắt cái người á, mà bị tội chứng minh mình không sai ha, tức là tìm cái video clip gốc ha, tìm cái video clip gốc để mà đưa cho bên cái bên mà ban kiểm soát để xem. Thì tôi thấy cái vấn đề này xử lý như vậy là thua ít nhất là không phải cấm thiết giảng ha. Còn xử lý cái gì, xử lý như không, xử cũng như không xử. Đã cái người tu hành mà phạm giới luật là phải xử nặng hơn cái người không biết tội. Cái người biết luật nhân quả, cái người tu hành đạo đức hơn người ta mà đi làm sai là giống như người ta là biết luật là phạm luật đó, là phải phạt nặng chứ. Còn phạt do không phạt thì tôi không phục, tôi thẳng một câu là tôi không phục. Các bạn có phục hay không thì các bạn nhớ để lại video clip dưới này, tôi không phục. Tại vì tôi là cái người dân bình thường không có biết giới luật là cái gì. Tôi đi vô chùa tôi tu thì thầy mới nói, nhưng mà thầy nói lại thầy nói sai thì thầy phải chịu trách nhiệm những lời nói của mình ha. Này tôi cho các bạn xem một cái đoạn video clip ha, ngày hôm nay cũng trên báo Lao Động nha. Rồi chúng ta kết thúc cái buổi video clip này. Các bạn nào xem lại trực tiếp thì thêm gián tiếp vào mình vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay giúp mình nha. Cảm ơn quý vị các bạn. Đây. Đó. Đông như thế này thì thua các anh chị. Đông như thế này thì thua. Cái này đông mà nó còn nguy hiểm hơn ha. Đông mà còn nguy hiểm hơn là đi ngoài đường nữa. Tại đứng một chỗ các anh chị không di chuyển thì người ta cứ ào tới hoài. Các anh chị thấy khu phố nhóc hết trơn không? Tỉnh tu hành theo hành Đầu Đà. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, ông Lê Anh Tú, người được biết đến là sư Thích. Sao nhận được? Nhận rồi sao nhận được nữa? Mấy người này không hiểu. Đấy. Đồng như thế đấy. Vui quá vui rồi. Lâu lâu thầy về thăm quê ha. Lâu lâu thầy về thăm quê, thăm vui quá chạy vô đó. Anh thấy sao khu phố người ta mệt không? Đó. Vô tới cái trời luôn. Mấy người này không hiểu. Xin chào chị Lauren Mayhen. Thấy không? Đông vậy thì làm sao? Làm sao em biết làm sao? Nho tùm lum kìa. Nhận một phần nhỏ đủ dùng rồi từ chối và cảm ơn mọi người. Trên cung đường đi khất thực của ông, nhiều người muốn hành lễ để thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn thờ tín ngưỡng. Tuy nhiên ông Lê Anh Tú đã từ chối và bảo chỉ cần chào nhau là cái cơ duyên. Các anh chị thấy không? Do đó là chúng ta cũng phải gắng cố gắng ha. Chúng ta gắng cố gắng để mà chúng ta hiểu biết về cái tu khổ hạnh Đầu Đà. Nếu khán giả không biết thì tôi không trách khán giả nha. Nhiều khi tôi cũng quá sân si, tôi lo cho thầy quá tôi sân si. Đông như vậy thì không sao tu được đâu các anh chị ơi nha. Đông như vậy thì tu không được đâu. Không tu được đâu các anh chị ha. Mà trong cái câu chuyện này thấy nó vui, có vui như thế này nè, là một cái điều bất ngờ từ trước đến nay là cái người mà quá duyên với sư Thích Minh Tuệ á, là người ta dành quá duyên với nhau ha. Đây là một trong những vấn đề mà hết sức là vui ha, trong cuộc sống rất vui, là tức là người ta dành
người ta dành cái phần cho người khác, cái điều này rất là trân quý, do đó tôi cũng không có ha, tôi cũng không có trách mọi người nha, tại vì mọi người ai cũng có tâm tốt ha, dành nhau để cho người khác là điều rất trân quý ha. Có thể là vì thương mến gì quá, xuất phát từ tâm từ thế thôi, thì sư Thích Minh Tuệ đi được ngày nào thì đi được ngày đó thôi, chúng ta cũng không có dùng lời nặng để mà nói người khác được ha. Tại vì nó xuất phát cho cùng là họ quá thương mến sư Minh Tuệ, cho dù có phạt họ 500.000, 700.000, 7 triệu rưỡi chăng nữa ha, thì họ cũng vậy thôi các anh chị và các bạn. Tình yêu thương của họ đối với sư Minh Tuệ á ha, cũng là một cái sức mạnh rất là lớn các anh chị và các bạn, chứng tỏ là tình cái thương ái bữa người bữa một cái người có ăn với một người không có ăn á chị và các bạn cũng rất là hay, cũng rất là vui. Nhờ tuy nhiên thì khán giả nhớ ha, dắt khán giả nhớ là sư Minh Tuệ chỉ ghi khất thực đúng một nhà, và phẩm hạnh của thầy là lấy đừa đủ ăn và không chừa cho ngày hôm sau nha các chị và các bạn. Chính vì điều đó mà các Phật tử rất là thương mến sư Minh Tuệ ha. Một cái người mà chỉ nhịn ăn chỉ đúng một cái phần ăn nhỏ thôi, chứ không cần ông ăn nhiều ha. Không ai làm được điều này cho đến thời điểm này nha các chị và các bạn. Các bạn nhớ một lần nữa, không ai làm được điều này. Tất nhiên là những cái học trò của sư Minh Tuệ, giống như sư Minh Tạng, sư Minh Trí, là những cái người này cũng đang tu theo cái cách của thầy đấy các anh chị và các bạn ha. Chúng ta cũng phải dùng một vàng báo tay cho những người đó, và nghe nói những người đó đang di chuyển tới Cầm Tâm rồi, di chuyển từ đó qua bên đây để mà táp với cái đoàn sư các anh chị và các bạn ha. Bây giờ thì rất là dễ quy hoạch một cái quả núi ha, làm cho mấy cái chỗ dừng chân ha, rồi thầy xuống thầy khất thực ở chân núi đó, sau thầy lên núi thầy tu à là xong. Còn những người khác muốn tu theo thì tu. Bây giờ thì đã đạt qua cái cảnh giới khổ hạnh đầu đà rồi, thì chúng ta chuyển qua cái cảnh giới thuyền thôi các anh chị và các bạn ha. Chúng ta ngồi thuyền để giải thoát thôi, chứ không còn cách nào khác. Quá đông hả gì? Đông quá ha. Đây, quá đông, đông vậy thì thua ha. Thôi vui vẻ hoan hỷ mọi người ơi. Ngồi thiền gì ơi, thiền. Thiền giống như thuyền, thiền. Đó, cái đó là ngồi thiền đó. Người ta kêu bằng ngồi kiết già đó, thấy không? Mình không biết kiết già là gì luôn. Mình chỉ biết kiết lỵ thôi chứ không biết kiết già. Ha. Thiền giống như thuyền ông ơi, thiền, đi đây này yên tự thiền thiền. Đó thì em nói gì và các bạn thì thôi, thì mọi người thương mến như vậy mà cấm cản mọi người cũng không được, mà bây giờ phạt mọi người 500.000 cũng không được, thu phạt mọi người không được thì không biết làm cách nào. Các anh chị còn cách nào hay hơn xin vui lòng để lại bình luận dưới video này ha, để em đón máy bay em ra ngoài đó để em hiến kế cho cơ quan chức năng ha, chứ bây giờ thì cái kiểu này là không xong rồi đại dương ơi ha. Sư Thích Minh Tuệ muốn được yên tĩnh, việc ai người nấy làm khi tu tập. Đúng, ngồi thiền người ta kêu kiết già đó. Xin chào chú Hai Dững. Thôi em xin kết thúc cái buổi live stream tại đây nha quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Khán giả nào xem trực tiếp không được thì xem gián tiếp giúp em nha. Cảm ơn mọi người đã đến buổi live stream ngày hôm nay. Bye bye.